Quý khán giả đang trở lại với phần tin sân khấu và điện ảnh. Và thưa quý vị, trò chơi thế giới mở đầu tiên trong loạt phim Star Wars đã ra mắt. Người hâm mộ Star Wars sẽ trải nghiệm trò chơi điện tử thế giới mở đầu tiên trong loạt phim ăn khách với Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws do Ubisoft Studio tại Toronto, Canada đã tạo ra với sự hợp tác của Lucasfilm Games diễn ra giữa các bộ phim ăn khách The Empire Strikes Back vào năm 1980 và Return of the Jedi năm 1983. Ngay khi chúng tôi ký hợp đồng với Lucas thì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu truyện gốc. Vaughn Draghini, giám đốc thực hiện và quay phim cho Star Wars Outlaws đã cho biết: "Chúng tôi đã cố gắng hiểu câu chuyện, chúng tôi đã cố gắng xây dựng một câu chuyện theo cách không phá vỡ những gì đã tạo ra, nó chỉ bổ sung và phù hợp với vũ trụ Star Wars", ông đã cho biết. Trong một thông cáo báo chí thì Ubisoft Studio đã giải thích rằng thế giới mở cho phép người chơi tự do khám phá, tương tác và sửa đổi môi trường trò chơi. Trong khi các trò chơi điện tử thông thường phải yêu cầu người chơi phải tuân theo một nhiệm vụ cụ thể, thì trong trò chơi mới, người chơi sẽ vào vai nhân vật mới, Kayvess, và người bạn đồng hành Nix của cô. Đạo diễn tường thuật Navi Kavari đã mô tả Vess là một tên trộm và cũng là người đang thực hiện nhiệm vụ sinh tồn. Liên hoan phim Venice khai mạc với buổi lễ long trọng và kỷ niệm sự nghiệp của Sigourney Weaver. Liên hoan phim Venice lần thứ 81 đã khai mạc vào tối ngày thứ Tư vừa qua với buổi lễ long trọng có sự tham dự của các nhà làm phim và những người yêu thích điện ảnh. Nữ diễn viên kỳ cựu của Hollywood là Sigourney Weaver đã được liên hoan vinh danh với giải thưởng thành tựu trọn đời là Sư Tử Vàng dành cho nam diễn viên 74 tuổi này. Sự nghiệp diễn xuất lâu dài của Weaver đã kéo dài 5 thập kỷ và bao gồm những thành công về mặt thương mại và phê bình như Alien, Avatar, Gorillas in the Mist và Ghostbusters. Trong số những người tham dự có các nhà làm phim và diễn viên tạo nên ban giám khảo năm nay. Đứng đầu là chủ tịch ban giám khảo cuộc thi chính, nữ diễn viên người Pháp Isabella Huppert. Sau buổi lễ, các vị khách được xem buổi chiếu ra mắt thế giới bộ phim Beetlejuice, đầy sao của Tim Burton. Liên hoan phim Venice lần thứ 81 diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm nay. Sự kiện kéo dài 11 ngày này sẽ là tiếng súng mở màn cho mùa giải thưởng với các bộ phim ra mắt tại Venice trong 3 năm qua đã thu về 77 đề cử Oscar và giành được 14 giải, khiến cho nơi đây trở thành địa điểm được các diễn viên và nhà sản xuất và đạo diễn chú ý. Các ngôi sao dự kiến có mặt tại Venice năm nay bao gồm Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig và Nicole Kidman. Và bộ phim Kill the Jockey của Luis Ortega đã được chiếu trong cuộc thi tại Venice. Thưa quý vị, bộ phim hài Kill the Jockey của đạo diễn người Argentina Luis Ortega đã được công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Venice vào thứ Năm để tranh giải thưởng Sư Tử Vàng danh giá. Bộ phim kể về câu chuyện của Remo, một kỵ sĩ huyền thoại do Nahuel Pere Picazat thủ vai, người đã biến mất khỏi bệnh viện sau một vụ tai nạn vào ngày diễn ra cuộc đua quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Để tìm kiếm sự cứu rỗi, kỵ sĩ sẽ phải thay đổi danh tính liên tục, cố gắng đạt được sự tự do với một hoặc nhiều danh tính khác, nhưng tất cả các danh tính đều bị giày vò. Ông Ortega đã cho biết trong một tuyên bố, Ursula Corberó, nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Money Heist của Tây Ban Nha trên Netflix, cũng đóng vai chính trong bộ phim. Lựa chọn chính thức tại Liên hoan phim Venice bao gồm một số hạng mục như với 21 bộ phim tranh giải Sư Tử Vàng. Bản tin tiếp theo cho hay việc ngăn chặn cuộc tấn công vào buổi hòa nhạc của Taylor Swift là một ngày thực sự tốt đẹp đối với cộng đồng tình báo. Một viên chức CIA đã mô tả vụ tấn công bị ngăn chặn vào buổi hòa nhạc của Taylor Swift ở Áo là một ngày thực sự tốt đẹp đối với cộng đồng tình báo trong một hội nghị an ninh vào ngày thứ Tư. Các đối tác của chúng tôi trong cộng đồng tình báo đã cung cấp cho họ thông tin về những gì nhóm có liên hệ với ISIS này đang lên kế hoạch thực hiện. Và bạn biết đấy, kết quả là bạn biết, hàng trăm sinh mạng chắc chắn đã được cứu. Phó giám đốc CIA là David Cohen đã cho biết như trên. Ba buổi hòa nhạc
nhạc được lên kế hoạch của Taylor Swift vào đầu tháng 8 tại Vienna đã bị hủy bỏ sau khi chính quyền Áo bắt giữ một thanh niên 19 tuổi bị cáo buộc âm mưu thực hiện một vụ tấn công tự sát lấy cảm hứng từ ISIS tại một sân vận động bóng đá, nơi hàng chục nghìn người hâm mộ đang có kế hoạch tham dự các buổi biểu diễn. Và các nhà đầu tư phim Anh muốn hồi sinh kế hoạch của hãng phim trong bối cảnh tăng trưởng. Những người ủng hộ một hãng phim lớn mới của Anh đã tuyên bố vào thứ Năm ngày 29 tháng 8 rằng họ sẽ tìm cách khôi phục lại dự án trong một trường hợp được coi là phép thử trong nỗ lực rộng rãi hơn của chính phủ mới nhằm ưu tiên tăng trưởng kinh tế. Marlow Film Studio cho biết họ sẽ kháng cáo lên một cơ quan lập kế hoạch quốc gia sau khi khu phức hợp phim trường mới được đề xuất đã bị hạt Buckinghamshire nằm ở vành đai đi lại của London từ chối vào đầu năm nay. Bất chấp quyết định từ chối đơn xin của hội đồng, chúng tôi vẫn tin tưởng vào sức mạnh của vụ kiện và những lợi ích mà khoản đầu tư của chúng tôi sẽ mang lại cho cộng đồng địa phương và nền kinh tế quốc gia nói chung. Công ty đã cho biết, cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy địa điểm được đề xuất của hãng phim mới, trong khi các bức ảnh tĩnh thì cho thấy biển báo phản đối dự án phát triển. Công ty thuộc sở hữu của 4 doanh nhân địa phương và liệt kê các đạo diễn James Cameron, Sam Mendes và Paul Greengrass là những người ủng hộ cho biết các hãng phim mới sẽ cung cấp khoảng 4.000 việc làm, một nửa trong số đó là việc làm tại địa phương xung quanh Marlow, cách London khoảng 35 dặm về phía Tây Bắc. Ban nhạc rock của Anh Oasis sẽ tái hợp với chuyến lưu diễn năm 2025. Ban nhạc rock Anh Oasis đã cho biết vào ngày 27 tháng 8 rằng họ sẽ tái hợp sau 15 năm với hai anh em Noel và Liam Gallagher đang lên kế hoạch cho một loạt các cuộc biểu diễn trực tiếp vào năm sau. Ban nhạc với album đầu tay Definitely Maybe được phát hành cách đây 30 năm đã tan rã vào năm 2009 khi tay guitar chính kiêm nhạc sĩ chính là Noel cho biết anh không thể tiếp tục làm việc với Liam, thủ lĩnh của ban nhạc. Đây rồi, ban nhạc cho biết trên nền tảng X thông báo rằng vé sẽ được bán vào ngày thứ Bảy ngày 31 tháng 8. Buổi biểu diễn đầu tiên sẽ được tổ chức tại Cardiff vào ngày 4 tháng 7 năm sau. Oasis sẽ biểu diễn tổng cộng 14 buổi hòa nhạc tại Cardiff, Manchester, London, Edinburgh và Dublin. Một chuyến lưu diễn vào năm sau sẽ đánh dấu kỷ niệm 30 năm ra mắt album thứ hai là What's the Story, Morning Glory, bao gồm các đĩa đơn Don't Look Back in Anger và Wonderwall. Và phần tin sân khấu và điện ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài truyền hình IBC. Xứ ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh rất cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Vâng, chúng tôi xin trân trọng kính chào và kính chúc cho quý vị một ngày cuối tuần vô lượng an lạc.